huấn luyện viên rap phiên bản trẻ châu trông sẽ như thế nào? Liệu các em vợ có khóc thét khi thấy quá khứ oanh liệt của các anh? Sao đi vợ vợ em cơ đây nhờ về lại đúng xin. Chứ bao giờ quan tâm đặt em vào đời gì nhé? Trần Hình. Các anh già sang ngang hai bên, bên em thời gian anh luôn mãi quên. Anh nhớ em nói xin anh đừng cười, em chưa bao giờ làm cái này cho ai hết. Anh Bích nhà ta đúng là chẳng bao giờ khiến dân tình thất vọng, giữ phong độ, thở ra cũng hài từ năm này qua năm khác. Thậm chí, cái sự nhây của anh còn thăng hạng lên thấy rõ luôn ấy chứ. Nghe anh rap xong thì dân tình cũng phải lác ngang vì không biết anh có thực sự đang rap tiếng Việt không. Khi mà đôi bàn tay chơi bùn ở hôn giờ không còn vương trên đôi bờ môi lạnh tanh của anh nhìn em vội đi về nơi thật xa vừa bao ngày qua. Và em gật đầu đồng ý đến ta hẹn hò một tí mà nào không chút gì kêu. Em có nhiều người trộm nhớ thâm thương. Sự hề của Bích Daddy thì dân tình đã quá là quen nhờ những chiếc tiểu phẩm đang đều như cơm bữa rồi. Nhào. À. Nhưng mà vừa hề, vừa xấu, vừa đen nhẻm thì các chị em chưa được diện kiến đâu. Thì ra anh nói anh học sân khấu điện ảnh là không hề nói điều anh chị em ạ. Đam mê diễn này diễn kia cứ là cháy mãi thôi. Về team anh Bích, thay vì làm nhạc thì anh còn đào tạo dàn rapper nhà mình thành diễn viên hài lúc nào không hay. Anh Bao tay phải cũng không thoát kiếp bị dân tình đào lại tuổi trẻ oanh liệt của mình, bởi cộng đồng mạng còn đùa rằng các chị em đừng tin lời anh Bao nói là bắt nguồn từ chiếc clip này chứ đâu. Em nói sợ trai bắt không sao, anh sẽ nói thử tiếng Sài Gòn. Anh nói thử tiếng Sài Gòn đấy. Anh mà nói tiếng Sài Gòn nghe rất là quê. Anh mà nói tiếng Sài Gòn nghe rất là quê. Đâu chỉ có thế, trước khi là Andre Ryan được với chất nhạc cực hư hỏng, ở hiện tại thì đã từng có một thế anh cũng chẩu dữ ấy chứ. Không hổ danh là couple được anh JT Tây Hồ chèo thuyền nhiệt tình, BJ và Andre lại có những điểm tương đồng đến bất ngờ. Anh Bảo trên vai trò làm huấn luyện viên là em út trong chương trình thì lại cực kỳ thảo mai thảo mộc. Nhưng mà để nói về tuổi trẻ của chàng rapper 9X này đúng là khiến dân tình phải cười khở vì quá chi là hài đi. Sự tích BJ mỏ hỗn cũng là chủ đề được dân tình đào bới, ngày này qua tháng nọ và bị lôi ra để trêu chọc anh mãi thôi. Thanh mong mỗi lần em leo cầu thang là chân bị hụt, chúc em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ và thức giấc là ở dưới địa ngục. Anh mong tô vợ em dặn không hành á, lúc nào cũng sẽ bị quên. Ít ai biết rằng anh cả làng rap Việt trước khi được biết đến với vai trò là huấn luyện viên thì anh cũng từng có tuổi trẻ cũng dữ dội ra phết. Anh Thái nhà ta sở hữu bộ sưu tập những bài rap cực cắt lưu danh sử sách. Dù đã hơn chục năm về trước nhưng nhạc của chàng rapper này ở thời điểm hiện tại vẫn rất chi là bắt tai. Thì ra là danh xưng anh cả của làng rap là anh đi lên bằng thực lực đấy nhé. Fan miệng thì cứ nói là ước gì gặp anh sớm hơn, nhưng mà sớm như thế nào thì các em hỏng có nói. Liệu sau khi thấy các anh của ngày xưa thì fan có còn muốn gặp sớm hơn không ta? Cứ tưởng là mấy anh chơi rap ai cũng ngầu ngầu, trầm tính, nhưng mà chắc bộ tứ hoàng tử này thì hẳn là ngoại lệ đấy. Bạn có cảm nhận như thế nào về hình ảnh thời trẻ đầy hài hước của bốn vị huấn luyện viên quyền lực này? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.